Nữ chủ phòng khám nha khoa ở Đà Nẵng dương tính với SARS-CoV-2. Nữ chủ phòng khám nha khoa ở Đà Nẵng thấy mệt mỏi và sốt nên đã đến bệnh viện để xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Tối ngày 1 tháng 7, Ủy ban Nhân dân phường Chính Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng phát thông báo khẩn tìm người liên quan đến ca bệnh là chủ nha khoa Lê Hưng, địa chỉ 143 Điện Biên Phủ. Người dân từng đến địa chỉ trên từ ngày 18 tháng 6 đến nay phải liên hệ ngay trạm y tế phường Chính Gián để được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Ngự Tuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Chính Gián cho hay, ca bệnh trên là nữ, chủ nha khoa Lê Hưng. Người này từng đến khám tại Trung tâm Y tế quận Thanh Khê với triệu chứng mệt mỏi và sốt, được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính vào chiều ngày 1 tháng 7. Được biết, địa chỉ số 143 Điện Biên Phủ từng có ca mắc COVID-19 là nhân viên bảo vệ quán, bệnh nhân 12.860 phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 ngày 19 tháng 6. Kế tiệm bánh này là trụ sở công ty nhựa Duy Tân, 145 Điện Biên Phủ, nơi bệnh nhân 12.437 làm nhân viên bảo vệ, phát hiện dương tính ngày 18 tháng 6. Ông Tuyên cho biết, hiện ngành y tế đang điều tra dịch tễ của chủ nha khoa Lê Hưng, nên phường chưa rõ giữa chủ nha khoa Lê Hưng và hai bệnh nhân trên có liên quan gì hay không. Ông Hồ Thuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Thanh Khê cũng xác nhận thông tin ca bệnh trên và cho biết rằng hiện ngành y tế đang tiến hành điều tra dịch tễ. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.